Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Lành cho Người Việt ngày 22 tháng 8 năm 2021 với chủ đề Được Khen Ngợi qua phân đoạn Kinh Thánh, châm ngôn chương 12 từ câu số 8 đến câu số 12. Lời Chúa chép rằng, người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình, còn kẻ có lòng tà vậy sẽ bị khinh dễ. Thà một người ở bực hèn hạ và có tôi tớ, còn hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn. Người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo. Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật, còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu. Kẻ hung ác tham lam của hoạch tài, song rễ của người công bình xanh bông trái. Câu gốc trong bài học ngày hôm nay là: hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu số 33. Câu hỏi suy ngẫm trong phân đoạn Kinh Thánh này là: vua Salomon dạy con những việc làm nào được khen ngợi và những việc làm nào bị khinh chê. Mục đích của vua Salomon muốn giúp con chọn lựa điều gì? Tại sao bạn cần phải sống bày tỏ sự khôn ngoan qua lời nói, việc làm và đời sống đạo đức? Vua Salomon dạy cho con biết những việc làm được khen ngợi đối nghịch với những việc làm bị khinh chê. Để được khen ngợi, con phải có đời sống khôn ngoan. Những việc làm của con phải bày tỏ sự hiểu biết và sự công chính của Chúa. Con dù không thành danh thì cũng phải nên người. Con phải biết sống khiêm nhường và chịu khó làm việc. Khi con chịu khó cày dưới đất mình, con sẽ được lương thực dư dật. Bên cạnh đó, con cũng phải cư xử công bình, ngay cả đối với súc vật của mình. Khi bầy gia súc của con mang đến lợi ích cho con thì con cũng phải thương xót, chăm sóc và bảo tồn chúng. Con phải có sự hiểu biết về quy luật hiển nhiên rằng rễ của người công bình xanh bông trái. Để sống đúng, con muốn có lông chiên thì con phải nuôi nấng, chăm sóc bầy chiên. Con muốn cây nho con bông trái thì con phải chăm sóc cây cho có rễ mạnh và tăng trưởng tốt. Còn ngược lại, khi con có lòng gian tà, sống không khôn ngoan, thiếu trí hiểu thì người ta sẽ coi thường con. Con sẽ bị khinh dễ khi con tự tôn, kiêu ngạo mà lại thiếu ăn. Khi con chỉ muốn thu hoạch lông chiên mà lại tàn hại bầy chiên. Khi con biếng nhác không chịu làm lụng mà lại tham lam của phi nghĩa. Những lời dạy của vua Salomon rất thực tế. Ông dạy con biết chọn lựa cách sống khôn ngoan trên đời, biết cân nhắc việc làm lợi hại và giúp con giữ vững đạo đức để có thể sống sáng danh Chúa, đồng thời cũng đẹp lòng người. Là cơ đốc nhân, chúng ta không những phải sống để được khen ngợi hay làm đẹp lòng mọi người, nhưng đời sống chúng ta còn bày tỏ sự công chính thánh khiết của Chúa để danh Chúa được tôn vinh. Chúng ta không chỉ sống cho ích lợi bản thân mà còn vì ích lợi cho linh hồn của người khác. Sứ đồ Phaolô dạy: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Grec hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cô-rinh-tô nhất chương 10 từ câu số 31 đến câu số 33. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa mỗi ngày, sống bày tỏ sự khôn ngoan qua lời nói, việc làm và đời sống đạo đức của chúng ta. Đời sống bạn có đem lại sự tự hào cho gia đình, hội thánh và làm sáng danh Chúa chưa? Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con cách sống khôn ngoan để làm sáng danh Chúa và đẹp lòng người. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết và thay đổi những việc làm, suy nghĩ không đẹp lòng Chúa để giúp cho nhiều người thấy Chúa qua đời sống chúng con. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa trong ngày hôm nay. Mọi đóng góp ý kiến của quý vị cho chương trình Tin Lành cho Người Việt bằng cách để lại dưới phần bình luận mô tả video này. Mọi người đừng quên chia sẻ cho nhiều người biết đến tình yêu thương của Chúa Giêsu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.